Sau một thời gian đi vào hoạt động để phục vụ khán giả, du khách du lịch trong nước cũng như là quốc tế, thì Sô Diễn cũng đã nhận được rất nhiều những cái ý kiến động viên, khích lệ cũng như là những cái góp ý. Và tôi với vai trò là tổng đạo diễn của Sô Diễn Tinh Hoa Bắc Bộ thì tôi cũng đã đón nhận với cái tâm thế rất cởi mở để mà có thể tiếp nhận được những cái góp ý, những cái mong đợi từ phía khán giả, không chỉ là những khán giả ở trong nước mà còn du khách quốc tế. Và đó là lý do mà chúng tôi buộc phải tạm dừng Sô Diễn trong một thời gian để có thể bảo trì những trang thiết bị. Ngoài ra thì chúng tôi cũng buộc phải xem lại đường dây và kịch bản, tính toán những tiết mục, những mối nối về đường dây âm nhạc, về đường dây diễn viên, những tuyến rút ra vào như thế nào đó để cho hợp lý hơn và có thể giữ cho nhịp độ vở diễn nó được hấp dẫn xuyên suốt. Và nếu mắt khán giả không rời hơn nữa thì đó là những cái mong đợi của riêng tôi. Ngoài ra thì thành phần diễn viên ngoài bà con nông dân thì có là những sinh viên trường múa, các em đến những năm cuối và buộc phải tốt nghiệp ra trường, thì chúng tôi sẽ phải luôn luôn phải tập luyện những cái đội hình mới để giúp cho lực lượng diễn viên nó có sự thay thế và đảm bảo sự tươi mới cho vở diễn. Trong cái vở diễn mới lần này thì tôi cũng muốn phô diễn nhiều hơn về những cái chất liệu, về những cái làng nghề. Chẳng hạn như là chúng ta có thể thấy là những cái đơm đó tôi đã có đưa vào trong vở diễn trước đây, nhưng mà lần này thì tôi muốn sử dụng nhiều hơn nữa. Hình ảnh của những chiếc đơm đó thì trong xa xa thì nhìn như một cái hạt lúa mà được cách điệu, được phóng lớn lên cỡ đại. Đó, và với một cái vùng đồng quê lúa nước của vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Bắc Bộ.